Quang Hải bị đồng đội mắng té tát sau bàn thua của Pau FC. Nguyễn Quang Hải đã bị một đồng đội đổ lỗi và trách móc sau bàn thua của Pau FC trước Quvilion. Hôm qua, Pau FC làm khách của Quvilion trong khuôn khổ vòng 5 Ligue 2. Nguyễn Quang Hải tiếp tục phải ngồi dự bị ở trận này, nhường vị trí số 10 cho tiền vệ người Pháp SD Silves. Sau hiệp 1 cầm chân đội chủ nhà với tỷ số 0-0, huấn luyện viên Didier Tholot quyết định cải thiện hàng công bằng cách tung Henry Shea vào sân ngay ở phút 46. Cựu cầu thủ Newcastle chỉ mất 5 phút để tỏa sáng, ghi bàn mở tỷ số cho Pau FC. Đây là lần đầu tiên Pau FC dẫn trước ở mùa này, nhưng họ không duy trì lợi thế được lâu. Phút 69, Issa Saou Maré lập công, cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua này, huấn luyện viên Didier Tholot bất ngờ sử dụng Quang Hải thay tiền đạo cắm Mohamed Zatara. Trước đó, Sakhlet Boli cũng đã rời sân, nên Silves được đẩy lên đá tiền đạo trong khi Quang Hải sắm vai số 10. Đáng tiếc, chỉ 3 phút sau khi Quang Hải vào sân, Pau FC đã thủng lưới bàn thứ hai sau cú sút xa của Gustavo Sangaré. Trong pha bóng này, Quang Hải đã theo kèm một cầu thủ chủ nhà nhưng không thành công. Sau đó, anh chỉnh lại ở khu vực giữa sân và không để ý đến Sangaré đang băng lên bên phải để sút bóng. Chính vì vậy, một cầu thủ bên phía Pau FC đã nổi giận, đổ lỗi cho Quang Hải không hỗ trợ phòng ngự. Cầu thủ này tránh mắng Quang Hải khá gay gắt, trong khi số 19 chỉ biết phân trần anh đã làm hết nhiệm vụ. Thực tế, đây không hoàn toàn là lỗi cá nhân của Quang Hải, mà là sai lầm từ hệ thống phòng ngự của Pau FC. Trong lúc Jason Pendon thoát xuống bên cánh trái để trả ngược bóng ra ngoài, có đến 7 cầu thủ Pau FC trong vòng cấm để theo kèm 3 cầu thủ chủ nhà. Nhiệm vụ chiếm khoảng không và ngăn cản các cú sút tương tự thuộc về các tiền vệ phòng ngự Sexy Damida, Sivibusnat nhưng họ đều không thể có mặt. Với trận thua này, Pau FC rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng Ligue 2. Sau 5 vòng đấu, Pau FC chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm. Quang Hải gửi thông điệp đặc biệt đến đội trưởng Pau FC. Ngày 27 tháng 8 năm 2022, đội bóng của Quang Hải nhận tin sét đánh từ đội trưởng. Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Quang Hải Huỳnh Như, sự trùng hợp kỳ lạ ở trời Âu. Ngày 25 tháng 8 năm 2022.